Thưa quý vị, Thủ tướng Austria tới thăm đài tưởng niệm các nạn nhân Holocaust tại Jerusalem. Thủ tướng Austria Sebastian Kurz đã vừa được tháp tùng tới thăm viện bảo tàng Yad Vashem Holocaust Memorial trong vùng thánh địa Jerusalem vào ngày Chủ nhật 10 tháng 6, nhân chuyến công du 2 ngày tới khu vực Trung Đông. Sau khi hoàn tất chuyến viếng thăm thư viện Yad Vashem, nơi bảo quản nhiều tài liệu quan trọng liên quan tới vụ diệt chủng Holocaust, ông Sebastian Kurz cam kết sẽ không bao giờ quên những tội ác mà Đức Quốc xã đã gây ra trong thời đệ nhị thế chiến. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Austria công du sang Israel kể từ khi sáp nhập cùng đảng cực hữu Freedom Party, viết tắt là FPÖ, vốn do các cựu thành viên Đức Quốc xã thành lập. Hiện tại, chính phủ của ông Sebastian Kurz đang nỗ lực chống lại chủ nghĩa bài Do Thái tại Áo Quốc sau khi Israel công khai cắt đứt quan hệ với giới chức trách thuộc đảng FPÖ.